Yeah, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh video của một đứa ham thích vẽ vời nhưng lại mơ ước trở thành kỹ sư là mình. Hiện tại thì mình vẫn còn đang đi học nhưng mình có một góc nhỏ để cho các bạn có thể vẽ xay túi ví, và các bạn có thể liên hệ với mình qua Facebook, Instagram cũng như là Shopee nhé. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một đôi giày Adidas. Đôi giày này là mình vẽ để tại sinh nhật cho một người bạn cấp 3 của mình. Chuyện là lần trước mình vẽ đôi giày này để tặng sinh nhật cho Trâm. Thì sau khi Dương thấy, Dương cũng muốn mình vẽ một đôi để tặng cho Dương. Nhưng mà bạn Dương của mình ấy sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, cho nên là bạn ấy muốn mình vẽ quận 7 vào trong đôi giày đó, tức là nơi bạn ấy sống ấy. Và bạn ấy cũng muốn vẽ trường cấp 3 của tụi mình vào nữa, tại vì đó là nơi mình và Dương gặp nhau. Ngoài ra thì Dương còn thích cả vịt và cả hoa cúc họa mi nữa các bạn ạ. Thì các bạn cùng với mình xem đến hết video để xem thử xem là mình đã vẽ hết tất cả những thứ Dương thích vào đôi giày Adidas như thế nào nhé. I was kissing you with my eyes open, but you said keep them closed and be in the moment. So I did my best to make you feel wanted. But what about what I want? What about what I want? And what I wanted was to crash with my dumb friends on the weekend instead of watching a movie. But you wanted me to be what you need instead of being me. Oh, and that's how I knew it. I guess I never loved you like I love me. I guess I never loved you and that's okay with me. Cause someday I'll love someone like I love me. Everything I believed in, but you said shut it off, you're too old for dreaming. So I did my best to feel what you're feeling. But what about what I want? What about what I want? Cause what I wanted was to laugh at the way you laugh at the way I laugh, but instead you were moody. And you wanted me to be what you need instead of being me. Oh, and that's how với tầm giá là 450, mà các bạn có thể thấy đó, từ vải giày cho tới phần đế giày thì họ đều làm rất là kỹ lưỡng, cũng như là đường may cũng rất là chắc chắn. Thì họ có rất là nhiều mẫu mã đa dạng. Trong tất cả các dòng ấy thì mình thích cái dòng basics này nhất, nhất là cái dòng mà có nút dán này này. Thì mình nhớ hình như là nó có 4 màu, nhưng mà màu mình thích nhất là màu này. Ngoài ra thì mình thấy cái màu trắng mà cái phần đế gum ấy cũng rất là đẹp, thì các bạn hãy tham khảo nha. Bởi vì với tầm giá như thế này mà chất lượng vậy là ok lắm luôn ý. Và cũng xem như là ủng hộ một
nhãn hàng của Việt Nam nữa. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích video này cũng như là đăng ký kênh, tại vì mình sẽ còn trở lại với nhiều video liên quan tới custom nữa nha, và vẽ vời nữa. Tạm biệt các bạn.